Xin chào mừng quý vị khán giả, quý vị đang đến với chương trình Fukako Training Academy. Và tôi là Phi Hậu, tôi sẽ là host của chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào tối thứ 6 lúc 19:30 trên fanpage Sông Bê Tông Fukako. Và ngày hôm nay tôi chúc quý vị khán giả đang xem chương trình Fukako Training Academy một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Và chúng ta hãy cùng đồng hành với nhau trong chương trình Fukako Training Academy ngày hôm nay để tiếp tục học tập và góp nhặt những kiến thức, những kỹ năng về những kỹ thuật thi công của dòng sơn bê tông Fukako và sơn gỉ sét Fukako. Và chúng tôi hy vọng rằng với chương trình Fukako Training Academy, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả những cách thức, những bước thi công về các kỹ thuật thi công của sơn bê tông Fukako cũng như là sơn gỉ sét Fukako, để quý vị sẽ học tập thêm được một công việc mới, một nghề nghiệp mới, để ngay trong giai đoạn bình thường mới này, quý vị sẽ có cơ hội gia tăng thêm thu nhập cho mình. Tại vì quý vị cũng có thể biết rằng là trong những năm gần đây thì trong ngành sơn trang trí thì ở mảng sơn bê tông và sơn gỉ sét của thương hiệu sơn Fukako có thể nói đang trở thành một xu hướng đang rất thịnh hành trong đời sống hiện nay, trong rất là nhiều các phong cách thiết kế. Vậy nên chúng tôi hy vọng rằng với chương trình Fukako Training Academy, với những kiến thức mà tôi đã sẽ mang lại cho quý vị trong một ít phút nữa đây thôi, quý vị sẽ có cơ hội học tập thêm cho mình một nghề nghiệp mới, để ngay trong giai đoạn bình thường mới này của xã hội, quý vị sẽ gia tăng được thu nhập cho bản thân của mình và bù đắp lại khoảng thời gian mà trong lúc mà xã hội đã bị hoành hành bởi đại dịch Covid-19, giãn cách xã hội, quý vị đã bị giảm lương nè, thu nhập bị hạn chế đi, có người còn bị thất nghiệp nữa. Nên vì vậy, ngay trong giai đoạn bình thường mới này, để tạo cơ hội cho quý vị, chúng tôi đã cho ra đời chương trình Fukako Training Academy. Và chúng ta hãy cùng nhau học tập để có thể có cơ hội gia tăng thu nhập cho bản thân nha. Và quý vị ơi, quý vị cũng có thể hãy chia sẻ live stream ngày hôm nay, số phát sóng thứ 3 của chương trình Fukako Training Academy ở trên các nền tảng Facebook ở chế độ công khai, để cho bạn bè, người thân của quý vị cũng sẽ được học tập. Và chúng ta hãy lan tỏa kiến thức này vì hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Để cho bạn bè, người thân của quý vị cũng sẽ được học tập thêm một nghề mới nữa, để có thể có cơ hội kiếm thêm thu nhập, vì cũng sắp cuối năm rồi, cũng sắp đến Tết rồi, đúng không nào? Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay khi quý vị đồng hành cùng tôi xuyên suốt chương trình Fukako Training Academy, quý vị không những được học về một mẫu hiệu ứng được tạo ra từ dòng sơn bê tông Fukako, mà quý vị còn có cơ hội nhận được những phần quà từ thương hiệu sơn Fukako nữa. Chỉ cần quý vị hãy share livestream này dưới chế độ công khai thôi, quý vị sẽ được tham gia 3 chương trình để săn các phần quà đến từ thương hiệu Fukako của chúng tôi. Và chương trình mà chúng tôi nhắc đến là chương trình gì? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có 3 chương trình để quý vị săn quà. Chương trình đầu tiên đó chính là chương trình trả lời câu hỏi mini game. Thì ngày hôm nay trong phần mini game chúng tôi sẽ có 5 câu hỏi dành tặng cho quý vị khán giả, và chúng tôi sẽ chọn ra 5 khán giả có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất để dành tặng 5 khóa học là 5 khóa học đào tạo cấp tốc tại thương hiệu Fukako Academy, để hướng dẫn tận tay cho quý vị về 24 mẫu hiệu ứng sơn bê tông Fukako và 16 mẫu hiệu ứng sơn gỉ sét Fukako. Quý vị lưu ý nha, chúng ta sẽ có 5 khóa học đào tạo cấp tốc dành tặng cho 5 vị khán giả trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Và cú pháp trả lời đơn giản thôi, quý vị chỉ cần trả lời đáp án mà quý vị cho là đúng nhất cộng với số điện thoại của quý vị, và chúng tôi sẽ chọn ra những vị khán giả có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Chỉ có 5 khán giả trong chương trình ngày hôm nay thôi nha, để nhận được 5 khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Fukako Academy, để học 24 mẫu sơn bê tông của chúng tôi và 16 mẫu hiệu ứng sơn gỉ sét. Và ngoài ra chúng tôi còn một phần quà nữa, phần quà chính là một chiếc máy massage mắt đến từ thương hiệu của Đức trị giá 10 triệu đồng. Và đây sẽ là chương trình thứ hai, chương trình này chúng tôi gọi là chương trình đặt câu hỏi cùng Fukako. Kính thưa quý vị khán giả, trong các số phát sóng của Fukako Training Academy á, thì quý vị có những thắc mắc nào thì quý vị cũng luôn luôn đặt những câu hỏi trở về cho livestream của chúng tôi, để cho tôi có thể được trả lời và giải đáp thắc mắc cho quý vị. Và khi mà quý vị tham gia
đặt những câu hỏi trên các comment của livestream ngày hôm nay á, quý vị sẽ có cơ hội nhận được một chiếc máy massage mắt trị giá 10 triệu đồng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành tặng cho một vị khán giả có số lượt share nhiều nhất cũng như là số lượt đặt câu hỏi nhiều nhất trên comment của livestream ngày hôm nay. Và quý vị lưu ý, khi mà mình đặt câu hỏi, mình nhớ để kèm thêm số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc để trao quà nữa nha thưa quý vị. Và còn một phần quà nữa, một phần quà mà tôi cho rằng là có thể là giá trị nhất luôn. Phần quà này trị giá lên đến 108 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco, đó chính là một chiếc máy massage. Chiếc máy massage này làm sao chúng ta nhận được ? Chúng tôi sẽ dành tặng cho một vị khán giả có số lượt share nhiều nhất và số lượt đặt câu hỏi nhiều nhất trong các số livestream từ số 1 cho đến cái số tiếp theo luôn. Chúng tôi sẽ chọn ra một vị khán giả có số lượt chia sẻ nhiều nhất và lượt đặt câu hỏi nhiều nhất để trao cho vị khán giả ấy một chút bước vào vòng chung kết cuộc thi Bukaco Artist Talent. Và vị khán giả ấy sẽ có cơ hội tranh tài với các thí sinh để nhận được một phần thưởng trị giá 108 triệu đồng từ thương hiệu sơn Bukaco, đó chính là một chiếc máy massage. Và quý vị khán giả, nếu như mà trong chương trình ngày hôm nay quý vị muốn nhận được những video hướng dẫn ở các mẫu hiệu ứng của chúng tôi, cũng như là những bộ catalog về các mẫu hiệu ứng sơn bê tông cũng như là sơn gỉ sét, quý vị có thể liên hệ về số hotline 0916243452. Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ và trao video hướng dẫn cho quý vị qua đường link Facebook và cũng như là catalog cho quý vị nha. Và ngoài ra, quý vị cũng lưu ý giúp tôi, đó là quý vị hãy đồng hành xuyên suốt chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi để có thể ghi lại các bước thi công ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một mẫu hiệu ứng đến từ dòng sơn bê tông Bukaco. Và vì livestream của chúng tôi sau khi được phát trực tiếp xong thì vì để đảm bảo dung lượng cho fanpage thì chúng tôi sẽ phải xóa livestream này. Nên vì vậy là quý vị chúng ta hãy đồng hành xuyên suốt để có cơ hội ghi lại hết tất cả các bước thi công. Và nếu như quý vị muốn nhận những video hướng dẫn của mẫu hiệu ứng ngày hôm nay, có thể liên hệ về số hotline 0916243452 để được chuyên viên tư vấn chúng tôi gửi những video hướng dẫn nha. Và bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa, thì tôi xin được phép bắt đầu vào phần chính của chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần hướng dẫn thi công. Và trong phần hướng dẫn ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị một mẫu hiệu ứng mang tên Bukaco 011. Đây là một mẫu hiệu ứng được tạo ra từ dòng sơn bê tông Bukaco. Và mẫu hiệu ứng này được tạo ra như thế nào thì ngay sau đây xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cho một màn thả tim thật mạnh cũng như là những comment thật là mạnh để cùng chào đón chuyên gia đào tạo đến từ thương hiệu Bukaco Academy. Xin được trân trọng giới thiệu Master Hiếu. Và xin mời Master Hiếu sẽ gửi lời chào đến khán giả. Và ngay sau đây thì xin mời Master Hiếu sẽ chuẩn bị các thao tác để chuẩn bị các bước thi công cho mẫu hiệu ứng Bukaco 011 ngày hôm nay. Và trong quá trình mà chúng ta đợi cho Master Hiếu chuẩn bị các bước để thi công cho mẫu hiệu ứng ngày hôm nay, thì tôi sẽ liệt kê các dụng cụ chuyên dụng cũng như là các loại sơn để chúng ta thi công mẫu hiệu ứng Bukaco 011 nha. Thì thưa quý vị, về các dụng cụ chuyên dụng á, thì chúng ta ngày hôm nay sẽ phải cần một bay on black Bukaco nha thưa quý vị. Đây, chúng ta sẽ cần một bay on black Bukaco. Và dụng cụ chuyên dụng thứ hai mà chúng ta cần phải có đó chính là một bọt biển tạo hiệu ứng. Và đây rồi, và dụng cụ cuối cùng của chúng ta đó chính là một miếng phô mai. Đó chính là những dụng cụ chuyên dụng. Còn về sơn thì chúng ta sẽ cần có một hũ sơn lót đa năng Bukaco nha thưa quý vị. Đây, chúng ta sẽ cần một hũ sơn lót đa năng Bukaco. Và đây. Và đây ạ, thưa quý vị. Chúng ta sẽ cần một hũ sơn lót đa năng Bukaco. Và về sơn bê tông á, thì chúng ta sẽ sử dụng hai loại sơn. Đó là sơn Silver BK4 và sơn Ray BK1 nha thưa quý vị. Đây. Đây chính là những dòng sơn bê tông chúng ta sẽ sử dụng. Và cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng một hũ gel bảo vệ Bukaco. Thì đây, xin mời quý vị chúng ta cùng quan sát nha. Đây chính là các nguyên liệu mà chúng ta cần sử dụng cho mẫu hiệu ứng Bukaco 011 ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bước đầu tiên để thi công mẫu hiệu ứng Bukaco 011. Thì đối với mẫu hiệu ứng Bukaco 011 á, thì chúng ta sẽ cần có
những bước như sau. Bước đầu tiên của chúng ta sẽ có tên là bước chuẩn bị. Và ở bước này á, thì ở trên màn hình quý vị có thể thấy đó là một miếng sample trắng. Miếng sample này chúng tôi đã phủ trước một lớp sơn lót đa năng Bukaco vì để đảm bảo thời gian chương trình có thể truyền tải được nhiều thông tin đến quý vị ở các bước sau nhiều hơn nữa. Nên vì vậy, tôi đã thực hiện trước rồi và lớp sơn lót đã khô rồi. Thì ở đây quý vị trong thực tế ha, mình chỉ cần lưu ý giúp tôi thôi. Đó là đối với tường nhà của quý vị khi mà mới vừa được sơn lên, mới vừa được xây lên luôn, thì mình cần phải bả matic và sơn lót đa năng Bukaco từ 1 đến 2 lớp để cho cái bề mặt kết dính nó sẽ kết dính tốt hơn với lại sơn bê tông Bukaco ha. Còn nếu như mà tường nhà của quý vị mà đã là cũ rồi, đã sơn nước trước rồi, thì mình chỉ cần lau chùi lại cho sạch thôi ha. Rồi và chúng ta lúc đó sẽ sử dụng được sơn bê tông Bukaco. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với miếng sample này. Đây là miếng sample màu trắng đã được phủ sơn lót đa năng Bukaco. Bây giờ thì chúng ta sẽ xin mời anh Hiếu, chúng ta sẽ thực hiện bước số 2. Đây, ở bước số 2 thì chúng tôi ở đây chúng ta sẽ cùng xem quan sát Master Hiếu thực hiện nha. Đó là Master Hiếu sẽ sử dụng bay on black Bukaco. Đây chính là chiếc bay on black Bukaco. Và Master Hiếu sẽ dùng bay này để lấy một ít sơn silver BK4 và sau đó sẽ phủ lên bề mặt của miếng sample này. Và trong quá trình đi bay chúng ta lưu ý nè, Master Hiếu sẽ đi theo nhiều hướng. Và để làm gì ạ? Khi mà Master Hiếu đi bay theo nhiều hướng như vậy sẽ giúp cho sơn không để lại miếng bay và giúp cho bề mặt của chúng ta nó sẽ mịn hơn, nó nhẵn hơn. Và lúc đó cái lớp nền của chúng ta khi mà nó chắc, nó đẹp rồi thì ở những lớp sau, những lớp hiệu ứng của chúng ta sẽ có tính thẩm mỹ cao hơn. Nên mình nhớ giúp tôi nha, ở bước này chúng ta sẽ cần đi nhiều hướng. Và ở đây thì tôi cũng xin được giới thiệu về dòng sản phẩm bay on black Bukaco. Thì kính thưa quý vị, bay on black Bukaco có thể nói là một dòng sản phẩm được xem là trợ thủ đắc lực của sơn bê tông Bukaco. Tại sao ạ? Tại vì sơn bê tông Bukaco khi mà thi công trên tường nhà hay các bề mặt vật liệu thì luôn luôn tạo ra những hiệu ứng rất là đẹp, rất là chân thật và có tính nghệ thuật rất là cao. Tuy nhiên, để có thể tạo ra một sản phẩm đẹp về mặt thẩm mỹ cũng như là bền bỉ về mặt chất lượng thì có thể nói bay on black Bukaco là một trợ thủ đắc lực. Tại vì sao? Tại vì sản phẩm này được làm từ loại thép không gỉ và được có bề mặt rất là mỏng, thưa quý vị, chỉ 0.5mm thôi, và còn được tráng gương nữa. Và khi mà mình chỉ cần lấy sơn á, thưa quý vị, mình không cần lấy nhiều, mình chỉ cần lấy một ít sơn bê tông thôi, chúng ta phủ lên bề mặt vật liệu là tường nhà hay là miếng sample này nè, thì miếng đường sơn á, nó sẽ được phủ rất là đều ở trên bề mặt miếng sample luôn và độ bám sẽ rất là chắc. Tại vì sao ạ? Tại vì do miếng bay của chúng ta nè, nó rất là mỏng, thì khi mà mình đi bay á, nó sẽ giúp đè nén sơn lên bề mặt của vật liệu chặt hơn, kết cấu nó sẽ tốt hơn, bền bỉ hơn theo thời gian. Nên vì vậy á, là sơn của mình nó vừa tiết kiệm mà bề mặt của mình á, lớp nền á, cũng chặt chẽ hơn rất là nhiều. Đó, mình thấy rất là tốt đúng không ạ? Vừa đẹp thẩm mỹ, vừa chất lượng ở mặt bậc bền bỉ mà còn tiết kiệm về sơn nữa. Đó, ngoài ra loại bay này của chúng tôi á, cũng được thiết kế có thể nói là được chúng tôi nghiên cứu và được sản xuất tại Ý bởi các chuyên gia hàng đầu của Bukaco. Và quý vị thấy nè, về tay cầm á, thì được làm bằng nhựa BBB, quý vị thấy không ạ? Bằng nhựa BB thì á, cầm tay nó cầm rất là chắc và nối với lại bay á, nó rất là chắc. Khi mà mình đi á, mình đi như vậy á, mình chỉ cần dùng cái lực vừa đủ thôi là sơn đã được nén lên trên bề mặt vật liệu trên tường nhà rồi. Vì sao? Vì cái bề mặt của miếng bay này rất là mỏng nhưng mà được làm bằng thép không, nên vì vậy cực kỳ chắc chắn, vừa tiết kiệm được sơn mà độ chất lượng của sơn khi mà mình cho bám trên bề mặt nó cũng rất là chắc chắn luôn nha thưa quý vị. Đó, chúng ta sẽ xem quan sát cách ở Master Hiếu đi nè. Xin mời cameraman chúng ta zoom một chút vào bên trong miếng sample này để quan sát cách Master Hiếu đi ạ. Đó, chúng ta thấy không, anh đi rất nhẹ nhàng, dùng một cái lực rất vừa đủ thôi, không cần quá mạnh thưa quý vị. Tại sao ạ? Bay thì rất là nhẹ, chỉ cần đi một lớp rất là nhẹ nhàng, lấy một ít sơn thôi, đi bay qua là sơn đã có thể bám chặt lên miếng sample rồi.
tiết kiệm sơn mà còn giúp cho bề mặt được có kết cấu chặt chẽ nữa. Đó chính là những chia sẻ của tôi về dòng bay Bukaco, dòng bay All Black Bukaco, cũng như là các bước thi công ở bước tạo nền này. Chúng ta chỉ cần lấy bay All Black Bukaco, lấy một ít sơn Silver BK4, chúng ta đi bay, chúng ta phủ lên miếng sample này là ok ha. Nhớ là mình đi nhiều hướng nha. Và bây giờ thì tôi sẽ cùng giao lưu với quý vị khán giả. Thì lúc này đây tôi nghĩ là quý vị khán giả cũng đang rất là nóng lòng để được cùng chơi mini game cùng tôi, đúng không nào? Để chúng ta có cơ hội nhận được những khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên nha. Và tôi xin được nhắc lại, trong câu hỏi này, khán giả nào có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất sẽ nhận được một khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy để học 24 mẫu hiệu ứng sơn bê tông Bukaco và 16 mẫu hiệu ứng sơn gỉ sét Bukaco nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại câu quý vị. Rồi, quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng tôi thấy lúc này đây cũng có rất là nhiều khán giả chúng ta đang tương tác rất là mạnh và chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với lại câu 1 nha. Màn hình đã hiển thị câu 1 rồi thưa quý vị. Chúng ta cùng đến với câu 1. Câu 1 đó chính là lớp hiệu ứng mẫu Bukaco 011 sử dụng dụng cụ nào dưới đây? Quá dễ đúng không nào? A. Bàn dặm vân bê tông Bukaco. B. Phô mai hiệu ứng Bukaco. C. Bay Omlet Bukaco. Hãy cho tôi biết đáp án đúng nha thưa quý vị. Và câu hỏi của chúng ta, tôi xin được đọc lại. Lớp hiệu ứng mẫu Bukaco 011 sử dụng dụng cụ nào dưới đây? A. Bàn dặm vân bê tông Bukaco. B. Phô mai hiệu ứng Bukaco. C. Bay Omlet Bukaco. Hãy cho tôi biết đáp án đúng. Và tôi xin đọc lại một lần nữa cho các khán giả nào chúng ta chưa kịp nha. Câu 1, lớp hiệu ứng mẫu Bukaco 011 sử dụng dụng cụ nào dưới đây? A. Bàn dặm vân bê tông Bukaco. B. Phô mai hiệu ứng Bukaco. C. Bay Omlet Bukaco. Hãy cho tôi biết đáp án đúng nhất và hãy trả lời nhanh nhất để có cơ hội nhận được phần thưởng trị giá là một khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy để học được 16 mẫu hiệu ứng sơn gỉ sét Bukaco và 24 mẫu hiệu ứng sơn bê tông Bukaco nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại các bước tiếp theo. Thì quý vị ơi, chúng tôi sẽ trong các phần tiếp theo nữa, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Thì quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì quý vị hãy tương tác cùng với chúng tôi sẽ trả lời tất tần tật cho quý vị. Và ngoài việc mà quý vị được giải đáp các thắc mắc của quý vị á, quý vị còn có cơ hội là gì? Ngày hôm nay, khán giả nào mà chúng ta có số lượt share nhiều nhất và số lượt đặt câu hỏi nhiều nhất trong livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một chiếc máy massage mắt đến từ thương hiệu của Đức trị giá 10 triệu đồng. Nên mình nhớ mình hỏi nhiều lên nha, mình nhớ để lại số điện thoại nữa nha. Rồi, ở đây thì tôi thấy có một câu hỏi từ một vị khán giả của chúng ta. Đó chính là vị khán giả tên là Nguyễn Văn Mạnh Nguyên. Đó là phô mai với bọt biển khác nhau à? Dạ rồi, bây giờ thì tôi xin được trình bày với quý vị khán giả luôn nha. Và thưa quý vị, đây trên tay của tôi đó là một miếng phô mai, xin lỗi, là một miếng bọt biển tạo hiệu ứng nha. Còn đây chính là một miếng phô mai. Thì đây tôi xin được trả lời, đó là phô mai và bọt biển nó tạo hiệu ứng khác nhau nha anh. Đây chúng ta nhìn kết cấu về hình ảnh thôi, phô mai đó nó sẽ có những cái lỗ như thế này, thì đó nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng khác giống như kiểu phô mai. Còn với bọt biển thì chúng ta thấy lỗ nó sẽ nhiều hơn, nó giống như bọt biển á, mình đi chơi biển nó sẽ đó, nó sẽ như thế này. Dạ rồi, và bây giờ thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bước số 3. Thì ở bước số 3 này á, tôi gọi là một bước mang tên là bước tạo hiệu ứng. Thì ở bước này chúng ta sẽ cần sử dụng bọt biển tạo hiệu ứng của Bukaco. Đây quý vị thấy bọt biển của chúng ta có những cái lỗ như này, nó nhìn giống dai dai sần sần vậy. Thì quý vị để ý, như mình đi biển á, mỗi lần mà sóng nó đổ vào á, nó nhìn bọt biển nó hiện lên á. Thì bây giờ đối với mẫu Bukaco 011 như thế này, chúng ta sẽ quan sát xem Master Hiếu sẽ tạo hiệu ứng cùng với bọt biển như thế nào, lấy sơn như thế nào để dậm lên, chúng ta sẽ quan sát nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát cách Master Hiếu thi công ở bước số 2 nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem nào.
Bây giờ thì quý vị khán giả có thể thấy rằng là ở bước số 3 này thì Master Hiếu của chúng ta đang dùng bọt biển. Anh đang dùng bọt biển ạ. Và lấy một ít sơn bê tông, sơn này chính là sơn silver BK4 luôn nha. Đó, anh sẽ dặm lên bề mặt của cái lớp nền hồi nãy anh đã đi. Chúng ta sẽ quan sát ha, anh sẽ dặm lên bề mặt. Thì quý vị quan sát nè, xin mời cameraman chúng ta zoom một khoảng vào đây khu vực này chút xíu để cho khán giả được thấy. Đó là khi mà anh dặm á thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ như thế này. Thì đây quý vị cho tôi xin được phép ạ. Đây, những cái lỗ của cái miếng bọt biển này thưa quý vị. Khi mà anh dặm lên nó thưa quý vị, đó, nó sẽ có những cái đường vân như thế này, lỗ như thế này. Nó giống như bọt biển vậy đó. Và quý vị quan sát nha, khi mà anh vừa dùng bọt biển tạo hiệu ứng, anh lấy một ít sơn bê tông silver BK4 anh dặm lên, thì ngay lập tức là anh dùng bay anh vuốt liền luôn. Sau khi anh vuốt xong thì bắt đầu anh sẽ lấy tiếp tục miếng bọt biển này, anh lấy sơn ray BK1, bây giờ là sẽ là loại sơn khác nha, đó là sơn bê tông ray BK1, anh dặm lên tiếp tục. Và bây giờ sau khi anh dặm lên xong thì anh sẽ tiếp tục dùng bay anh vuốt thêm lần nữa. Như vậy là chúng ta ở bước này chúng ta có mấy công đoạn ạ? Chúng ta sẽ có 4 công đoạn. Thứ nhất là dùng bọt biển. Dùng bọt biển, chúng ta lấy một ít sơn silver BK4, chúng ta dặm lên bề mặt. Sau đó là đi vuốt bay. Bước thứ ba của chúng ta đó là chúng ta lấy bọt biển, lấy một ít sơn ray BK1, chúng ta dặm lên bề mặt vừa tạo hiệu ứng, và chúng ta vuốt bay tiếp. Có nghĩa là mình dặm và vuốt. Nhưng mà nhớ là hai loại sơn nha, silver BK4 xong rồi mới tới là ray BK1 ha. Thì quý vị thấy nè, trong quá trình mà Master Hiếu đi á, dạ, xin phép Master Hiếu mình ngừng một xíu nha. Dạ đây rồi. Chúng ta có thể thấy nè, đó là Master Hiếu khi mà đi á, bọc biển như thế này nè thưa quý vị. Đó là sẽ tạo ra những cái đường vân, và nó có cái độ đậm. Tại vì sao dòng sơn silver BK4 á có cái màu xám sẽ đậm hơn. Nhưng mà khi mà mình dùng bay vuốt á, khi mà sơn nó vẫn còn ẩm á thì nó sẽ hòa quyện lại. Nhưng mà sau đó khi mình dặm tiếp bằng một lớp ray BK1 nữa thì độ xám của ray BK1 thì nó nhạt hơn, có màu sắc nó nhạt hơn, thì nó sẽ hòa quyện lại với nhau khi mình vuốt bay thêm lần nữa. Đó, chúng ta sẽ thấy lúc này nó sẽ có những cái đường vân ra tạo rất là đẹp. Một lát nữa khi mà Master Hiếu làm xong công đoạn số 3 này thì tôi sẽ nhờ cameraman chúng ta hướng thẳng vô miếng sample để cho quý vị thấy được những cái đường vân khi mà các cái lớp sơn nó được chồng lên nhau như thế nào. Rất là đẹp thưa quý vị. Và đối với dòng sản phẩm sơn bê tông của chúng tôi á, có thể nói đang là một xu hướng thịnh hành hiện nay. Chúng tôi không tạo ra xu hướng mà Pukaco chính là xu hướng rồi thưa quý vị. Nên vì vậy có thể nói rằng là những sản phẩm của chúng tôi như là các phong cách thiết kế là Wabi Sabi nè, hay là Scandinavian đó thưa quý vị đều có thể tạo ra được hết nhờ vào các sản phẩm của sơn bê tông. Sơn bê tông quý vị thấy là nó chỉ có những màu tông màu như là xám hay là những màu xám đậm xám nhạt như thế này đúng không? Nhưng mà tuy nghe có vẻ đơn điệu vậy đó, nhưng mà khi được kết hợp lại với nhau bằng các dụng cụ chuyên dụng cũng như là các tông màu này đã được tính toán, được nghiên cứu rất kỹ thì sẽ tạo ra các hiệu ứng bê tông rất chân thật. Và khi mà mình được sơn lên một tòa nhà của mình, một ngôi nhà của mình ở các bức tường á, trong phòng ngủ, phòng khách nữa, với các phong cách thiết kế mình định hình sẵn rồi đó, thì nó sẽ tạo ra cho ngôi nhà của mình một cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái khi mình đi về. Đó quý vị nghĩ coi, ví dụ như mình xây một ngôi nhà đúng không, mà có màu sắc sặc sỡ quá đúng không, mình về nhà mình cũng cảm thấy là mình có gì đó mình đã bị áp lực rồi. Mình về những ngôi nhà mà có cái tông màu nó nặng quá thì nó cũng không có hợp với mình. Tuy nhiên nhờ cái sự đơn điệu như vậy, khi được kết hợp với nhau tạo ra các hiệu ứng về bê tông sẽ tạo cho cả quý vị cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, xua tan hết tất cả các áp lực khi mình làm việc một ngày rất là mệt mỏi. Nhưng mà khi mà mình một ngày mới mình thức dậy đúng không ạ? Thì với màu sơn bê tông như vậy thì nó sẽ có hơi hướng cho hiện đại công nghiệp. Mình nghe tới bê tông mà công nghiệp thì mình mở đôi mắt mình ra mình sẽ thấy ngôi nhà của mình nó mang lại cho mình cảm giác mạnh mẽ quá, sảng khoái quá. Thì đó chính là lúc mà chúng ta thấy rằng là sự đơn điệu, tuy là màu sắc có vẻ của sơn bê tông Pukaco có vẻ đơn điệu, nhưng mà nó tạo chúng ta được hai cảm giác. Buổi sáng là mạnh mẽ, nhưng buổi tối khi mình về đó là một cảm giác nhẹ nhàng,
để xua tan áp lực đó. Nên mình thấy không, những hiệu ứng như thế này nó rất là quan trọng với đôi mắt của chúng ta, với sự cảm giác của chúng ta khi mà chúng ta có được một không gian sống tốt. Và chúng tôi cũng xin cũng nói luôn đó là quý vị có thể theo dõi trang fanpage của chúng tôi Sơn Bê Tông để có thể tìm hiểu thêm các phong cách thiết kế từ dòng sơn bê tông để có thể trang trí nhà cửa cho mình một ngôi nhà thật là đẹp ha. Và quý vị nếu như muốn được tư vấn, quý vị có thể liên hệ về số hotline là 0916243452 để đều được chuyên viên tư vấn chúng tôi tư vấn về các sản phẩm sơn bê tông để thiết kế ngôi nhà mình làm sao cho thật là đẹp ha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại tiếp tục những câu mini game trong chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng đến với lại câu hỏi số 2 trong chương trình ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến nha. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được đọc câu hỏi số 2 ạ. Cách làm nào mang lại hiệu quả tối đa khi sử dụng phô mai Bukaco để tạo hiệu ứng? A. Để phô mai khô ráo. B. Làm ấm phô mai trước khi sử dụng. C. Cả hai đáp án trên đều sai. Hãy cho tôi biết đáp án đúng nhất. Và quý vị khán giả nào có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất, chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy để học 24 mẫu hiệu ứng sơn bê tông Bukaco và 16 mẫu hiệu ứng sơn dĩ xét Bukaco nha. Và bây giờ thì tôi xin được phép đọc lại câu hỏi số 2 cho quý vị khán giả nha. Câu hỏi số 2 của chúng ta đó chính là: cách làm nào mang lại hiệu ứng tối đa khi sử dụng phô mai Bukaco để tạo hiệu ứng? A. Để phô mai khô ráo. B. Làm ấm phô mai trước khi sử dụng. C. Cả hai đáp án trên đều sai. Quý vị hãy cho tôi biết đáp án đúng nhất và trả lời thật nhanh nhất để có cơ hội nhận được khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy và có cơ hội được học trực tiếp ngay tại Bukaco Academy tại địa chỉ số 8, đường số 1, khu dân cư Cityland, phường 10, quận Gò Vấp. Và tôi xin được đọc lại câu hỏi số 2 cho quý vị khán giả nào chưa theo kịp nha. Câu hai của chúng ta đó là: cách làm nào mang lại hiệu ứng tối đa khi sử dụng phô mai Bukaco để tạo hiệu ứng? A. Để phô mai khô ráo. B. Làm ấm phô mai trước khi sử dụng. C. Cả hai đáp án trên đều đúng. Và đó chính là câu hỏi 2 của súng chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta, và quý vị lưu ý nha, cú pháp của chúng ta là gì? Nếu quý vị cho đáp án của câu 2 là đáp án C đúng không? Quý vị trả lời là 2C cộng với số điện thoại của quý vị kèm theo chia sẻ livestream này dưới chế độ công khai là mình sẽ được có cơ hội nhận được phần thưởng là một khóa học nha quý vị. Rồi bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục giao lưu cùng với quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Có rất là nhiều quý vị khán giả đang đặt câu hỏi với chúng tôi. Và quý vị ơi, quý vị hãy tiếp tục đặt câu hỏi và kèm theo số điện thoại, kèm theo việc là chia sẻ livestream để có cơ hội nhận được một chiếc máy massage mắt đến từ thương hiệu Bukaco nha. Quý vị khán giả nào có lượt xe nhiều nhất, đặt câu hỏi nhiều nhất sẽ nhận được một chiếc máy massage đến từ thương hiệu của chúng tôi trị giá 10 triệu đồng. Và bây giờ tôi xin được trả lời câu hỏi tiếp theo từ một khán giả của chúng ta. Có một câu hỏi từ anh Quyền Nguyễn. Đó là cho hỏi bước 1 và bước 2 là cùng một loại sơn hay bước 2 là màu sơn đậm hơn? Dạ rồi, bây giờ thì ở đây tôi xin được nói lại ở cái bước quy trình của mình ha. Thì ở đây câu hỏi của anh Quyền Nguyễn á, là cho hỏi bước 1 và 2 là cùng một loại sơn hay bước 2 màu sơn đậm hơn. Thì tôi xin được trình bày lại cho anh nha, anh Quyền nha. Ở bước 1 chúng ta xin được gọi là bước chuẩn bị. Chúng ta sẽ, đối với tường nhà của chúng ta còn mới á, chúng ta cần phải bả matic và chúng ta sử dụng sơn lót đa năng Bukaco để cho bề mặt được kết dính nhiều hơn. Lưu ý, bước 1 chúng ta là dùng sơn lót đa năng Bukaco. Rồi, bước số 2 của chúng ta là bước tạo nền. Thì chúng ta sẽ sử dụng Bay All Black Bukaco. Chúng ta lấy một ít sơn silver BK4. Đây là sơn bê tông Bukaco nha. Xin được nhắc lại là sơn bê tông silver BK4. Rồi chúng ta phủ lên bề mặt vật liệu của chúng ta là tường nhà đó. Rồi chúng ta đi bay theo nhiều hướng. Rồi và bước số 3 là bước tạo hiệu ứng. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng bọt biển tạo hiệu ứng nè. Chúng ta lấy một ít sơn silver BK4, chúng ta dặm lên bề mặt. Chúng ta dặm lên bề mặt ha. Rồi sau đó chúng ta vuốt bay. Rồi sau đó cũng trong bước 3 luôn, cũng với miếng bọt biển này luôn, chúng ta sẽ lấy một ít sơn bê tông Ray BK1, chúng ta dặm lên hiệu ứng mà chúng ta vừa đi. Sau đó chúng ta vuốt bay tiếp. À, như vậy là chúng ta khác các loại sơn nha anh. Bước 1 là gì ạ? Bước 1 là sơn lót đa năng Bukaco, là bước chuẩn bị. Bước số 2, bước tạo nền, là chúng ta dùng Bay All Black Bukaco. Chúng ta lấy một ít sơn silver BK4, chúng ta tạo nền. Bước số 3 là chúng ta tạo hiệu ứng.
gồm có 4 công đoạn, đó là gì? Dùng bọt biển đáy một ít sơn Silver BK4 dặm lên, sau đó vuốt bay. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng tiếp tục bọt biển, chúng ta dặm một ít ray BK1 và chúng ta tiếp tục vuốt bay ha. Đó, chúng ta có những loại sơn như vậy ha. Rồi, và anh Quyền Nguyễn nếu như muốn xem lại các video hướng dẫn của chúng tôi, anh cũng có thể liên hệ về số hotline của chương trình là 0916243452, hoặc là anh có thể để lại số điện thoại của anh dưới bên dưới comment của livestream, chúng tôi sẽ liên hệ với anh để gửi video hướng dẫn cho anh nha anh Quyền Nguyễn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp tục những câu hỏi của quý vị khán giả nha. Ở đây có một quý vị khán giả đang hỏi tôi, đó là mẫu Fukako 011 dùng bọt biển thì khác với phô mai như thế nào ạ? Thì đây tôi xin được trả lời ha. Thì gai nó sẽ nhiều gai hơn á chị, và bề mặt nó sẽ tự nhiên hơn ha. Rồi, ở đây thì đại ý của câu hỏi của chị là dùng bọt biển thì khác phô mai như thế nào. Thì đây, xin mời cameraman mình quay mình đây, quý vị thấy bọt biển không ạ? Nó có nhiều lỗ hơn, rất là nhiều. Thì đây, xin mời quý vị thấy khi mà dần dần những cái lọt lỗ như thế này, nó sẽ tạo ra hiệu ứng nhiều, rõ nét hơn, tự nhiên hơn, nó giống bọt biển nhiều hơn đó chị ha. Nó khác với phô mai nhiều hơn chị ha. Rồi, và tôi đang check lại, kiểm tra lại các câu hỏi của quý vị khán giả để không bỏ sót câu nào. Quý vị ơi, quý vị cứ hãy hỏi và nhớ để lại số điện thoại nha, để có cơ hội nhận được một chiếc máy massage đến từ chúng tôi nha thưa quý vị. Ở đây có thêm một câu hỏi nữa từ anh Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn, đó là vuốt bay theo chiều nào vậy? Xin được trả lời với anh, đó là mình sẽ sử dụng bay Onleg Bukako vuốt theo nhiều chiều khác nhau để hiệu ứng được tự nhiên và không để lại mí bay nhanh. Rồi, có rất là nhiều các câu hỏi. Ở đây có thêm một câu hỏi từ quý vị khán giả nữa, ví dụ như là muốn cho bề mặt hiệu ứng của chúng ta nó sáng hơn thì cần làm như thế nào? Thì hồi nãy quý vị có nhớ bước tạo hiệu ứng chúng ta có 4 công đoạn không ạ? Thứ nhất là dùng bọt biển chúng ta lấy một ít sơn Silver BK4 dặm lên lớp nền, sau đó vuốt bay. Rồi sau đó bước thứ ba là chúng ta sẽ lấy miếng bọt biển này, lấy một ít ray BK1 dặm lên, và cuối cùng là vuốt bay tiếp, đúng không? Thì muốn bây giờ hiệu ứng của chúng ta được sáng hơn thì ở cái chỗ mà chúng ta dặm sơn ray BK1 á, chúng ta dặm nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì á, màu sơn của sơn bê tông ray BK1 á, có màu xám nhạt, nó xám, nó rất là sáng thưa quý vị. Thì mình dặm nhiều hơn thì mẫu hiệu ứng của chúng ta nó sẽ sáng hơn ha. Dạ rồi. Và cũng còn rất là nhiều những câu hỏi từ quý vị khán giả nữa, và một lát nữa tôi sẽ trả lời cho quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một bước rất là quan trọng. Thì hồi nãy giờ đến giờ thưa quý vị, chúng ta đã đến với một bước mà các bước thi công của bộ hướng này. Thì bây giờ xin mời cameraman chúng ta cùng chiếu vào các bộ hướng của chúng ta để cho quý vị khán giả có thể thấy rõ hơn bộ hướng của chúng ta. Thì đây quý vị, đây chính là bề mặt của miếng sample sau khi được thực hiện 3 bước. Sau khi được thực hiện xong bước số 3 là bước tạo hiệu ứng, chúng ta thấy nè. Đó, ví dụ như ở khu vực này có màu sáng hơn là do sao ạ? Tại vì anh Master Hiếu đã dặm nhiều ray BK1 hơn. Đó, chúng ta thấy là những cái đường vân, những đường dai như thế này là nhờ đâu rồi? Nhờ bọt biển tạo hiệu ứng đó thưa các quý vị. Đó, rồi, và bây giờ nhiều quý vị sẽ hỏi, tới bước này rồi thì mình có còn làm gì nữa không? Dạ, mình vẫn còn làm một công đoạn nữa thưa quý vị. Đó là mình sẽ sử dụng gel bảo vệ Bukako nha thưa quý vị. Đó, chúng ta sẽ sử dụng gel bảo vệ Bukako. Đây, với hũ gel bảo vệ Bukako này thì sẽ giúp cho bề mặt vật liệu của quý vị, tức là miếng sample hay là tường nhà của quý vị sẽ được bảo vệ theo thời gian, bền bỉ, chất lượng hơn. Tại sao ạ? Khi mà có lớp gel này vào rồi á, thì sẽ giúp cho sơn quý vị á, nó sẽ giữ được cái độ bền hơn, màu sắc nó sẽ hài hòa hơn, và bụi á, khi mà ở ngoài trời nó bám vào á, nó sẽ hạn chế hơn, và khi mình lau chùi cũng dễ hơn. Nên mình lưu ý, mình cần phải sử dụng gel bảo vệ Bukako ha. Và với gel bảo vệ Bukako á, thì mình sẽ sử dụng như thế nào ạ? Mình chỉ cần pha với tỷ lệ cùng với nước, đó là 2:1 ha. Mình chỉ cần pha theo tỷ lệ với nước là 2:1 thôi là ok nha thưa quý vị. Và sau đó là mình sẽ dùng miếng phô mai, mình dặm, mình lăn trên đây, mình đi trên miếng sample này là xong. Và sau đó mình đợi hoàn sản phẩm mình hoàn thiện ha. Rồi, bây giờ Master Hiếu của chúng ta đang đây là một miếng sample chúng tôi đã thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem
cách Master Hiếu sẽ đi gieo như thế nào ha. Rồi thưa quý vị, và trong thời gian mà chúng ta chờ đợi cho Master Hiếu chuẩn bị pha gieo cùng với nước theo tỷ lệ là 2-1 á, thì tôi sẽ tiếp tục tương tác cùng với lại quý vị khán giả, trả lời cho quý vị những câu hỏi mà quý vị đã đặt về cho chương trình, cũng như là chúng ta đến với phần mini game ngày hôm nay. Hồi nãy giờ chúng ta vẫn còn 3 câu hỏi đúng không quý vị? Rồi bây giờ chúng ta trước khi đến với phần tương tác thì quý vị để ý nè, Master Hiếu đang pha với gieo cùng với nước theo tỷ lệ là 2-1, quý vị quan sát nha. Đó rồi, và bây giờ thì chúng ta cùng quan sát, và giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần chơi mini game nha thưa quý vị. Đây là công đoạn mà Master Hiếu đang pha gel cùng với nước, và quý vị chúng ta cùng quan sát thật là kỹ nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trong thời gian mà chờ đợi cho hỗn hợp gel của chúng ta được hòa quyện lại tốt nhất để chuẩn bị chúng ta tiến hành bước phủ gel, thì giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3 mini game trong chương trình ngày hôm nay. Rồi thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 3 trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy trả lời nhanh nhất và đúng nhất nha. Câu hỏi số 3 của chúng ta đó chính là: sơn bê tông Bukaco thi công được trên những bề mặt nào sau đây? A. Thạch cao, B. Tempo, C. tường, D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. Và quý vị ơi, hãy cho tôi biết đáp án của câu hỏi số 3 là câu nào, và hãy trả lời nhanh nhất và đúng nhất để có cơ hội nhận về cho mình một khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy, để học tức tần tật 24 mẫu hiệu ứng sơn bê tông Bukaco và 16 mẫu hiệu ứng sơn gỉ sét Bukaco. Nếu như quý vị mong muốn được học tập tại Bukaco để được các chuyên gia của Bukaco Academy như anh Master Hiếu đây hướng dẫn về dòng sơn bê tông, được trong tay chỉ việc, được trực tiếp được làm các mẫu hiệu ứng để mình ra nghề luôn, mình kiếm thêm thu nhập, thì hãy tham gia mini game này cùng với chúng tôi. Quý vị chỉ cần một ngày thôi đến với Bukaco Academy với địa chỉ số 1 số 8 đường số 1 khu dân cư Cityland, phường 10, quận Gò Vấp, để được các chuyên gia chúng tôi đào tạo. Và tôi xin được đọc lại câu hỏi số 3 để cho quý vị nào chúng ta chưa kịp, để chúng ta có cơ hội nhận được phần thưởng trị giá là 5 triệu đồng, là một khóa học đào tạo cấp tốc từ Bukaco Academy nha. Rồi câu 3 của chúng ta đó chính là: sơn bê tông Bukaco thi công được trên những bề mặt nào sau đây? A. Thạch cao, B. Tempo, C. tường, D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. Hãy cho tôi biết đáp án đúng nha thưa quý vị. Và đó chính là câu hỏi câu số 3. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục cùng giao lưu với quý vị nha. Ở đây có tiếp tục thêm một câu hỏi từ quý vị khán giả nữa. Và tôi xin được nhắc lại là ngày hôm nay chúng ta có một chương trình nữa, đó là chương trình cho khán giả nào có lượt share nhiều nhất cũng như là lượt đặt câu hỏi nhiều nhất, mình nhớ kèm theo số điện thoại nữa nha, làm tặng cho quý vị đó một chiếc máy massage đến từ thương hiệu của Đức trị giá 10 triệu đồng. Và quý vị ơi, hãy đặt nhiều câu hỏi lên nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng giao lưu với một vị khán giả nữa. Sơn BK4 có bám được trên bề mặt sơn bóng hay không? À, ở đây thì chúng tôi có xin trả lời như sau. Sơn bê tông có thể bám nhưng sẽ nhanh bong chóc, nên phải xả nhám sơn lót rồi mới đi lớp sơn lên nhé. Xin được nhắc lại câu trả lời giúp anh nha. Đó là sơn bê tông có thể bám được trên bề mặt sơn bóng, tuy nhiên là nó sẽ rất là dễ nhanh bong chóc. Nên vì vậy chúng ta sẽ có một giải pháp là gì? Chúng ta sẽ xả nhám và sau đó chúng ta sẽ sơn lót, tức là sơn lót khả năng Bukaco đó, rồi chúng ta mới đi lớp sơn lót sơn bê tông của chúng ta ha. Rồi ở đây có thêm một câu hỏi nữa của chị Vạn Thị Nguyệt Hằng ạ. Có thể thay thế gel Bukaco bằng dầu bóng khác được không, hay bắt buộc phải dùng gel Bukaco? Dạ rồi, xin được trả lời câu hỏi của chị ạ. Dạ thưa, xin được trả lời câu hỏi của chị, đó là gel Bukaco của chúng tôi là đi đôi chung với lại sơn bê tông Bukaco, nên vì vậy khi mình sử dụng sơn bê tông rồi thì mình không có những cái sản phẩm nào thay thế được. Nên mình lưu ý, khi mình đã sử dụng sơn bê tông, một dòng sơn mà đã có tạo ra một hiệu ứng rất là đẹp cho nhà mình rồi, thì mình cũng hãy đừng tiếc tiền để mua một củ gel Bukaco nữa, để có thể sử dụng giúp cho bề mặt của mình hoàn thiện hơn về mặt thẩm mỹ nè, hài hòa về mặt màu sắc cũng như bền bỉ về mặt chất lượng ha. Rồi, và xin được trả lời kỹ lại hơn câu hỏi của quý vị khán giả nữa. Đó là đối với bề mặt sơn bóng á, thì quý vị vẫn có thể dùng được sơn bê tông ha. Tuy nhiên là sẽ rất là dễ phong chóc. Nên vì vậy, đó là trước khi mình dùng sơn bê tông á, thì mình phải xả nhám. Xả nhám xong là mình dùng sơn lót đa năng Bukaco, và sau đó mình mới dùng sơn bê tông. Thì lúc đó chất lượng của mình nó sẽ bền bỉ theo thời gian nhiều hơn ha.
Rồi, và ở đây thì chúng ta bây giờ cũng đang thấy rằng là các bề mặt của chúng ta đang rất là đẹp. Đây, đây là một xin sửa và xin chúng ta xin mời bộ phận cameraman chúng ta zoom vào đây. Hồi nãy thì Master Hiếu chúng ta dùng miếng phô mai đã em chúng ta đây, chúng ta thấy mọi người của chúng ta sau khi được dậm lên bề mặt này thì chúng ta thấy nó đã có màu sắc hài hòa hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sản phẩm sau khi mà lớp gel này hoàn thiện thì sẽ như thế nào. Thì xin mời Master Hiếu chúng ta cùng mở cho khán giả cùng xem nha. Đây, đây thưa quý vị, đây chính là miếng sem bo. Đây chính là miếng sem bo mà đã được hoàn thiện ở tất cả các công đoạn, cả lớp gel cũng đã được hoàn thiện. Quý vị thấy không ạ? À? Đây, những cái đường lỗ, đường gai mà được tạo ra bởi bọt biển tạo hiệu ứng của chúng ta. Đây, quý vị thấy không ạ? À? Nó được hòa quyện bởi hai dòng sơn Silver BK4 và sơn Ray BK1. Rất hòa quyện. Những cái chỗ mà quý vị thấy màu sáng sáng này là do có hiệu ứng của sơn Ray BK1. Còn đậm 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 đây là sơn Silver BK4 có hòa quyện một chút Ray BK1 nữa. Đó, chúng ta sẽ có những thấy mạng mạng như thế này. Thì đây là một miếng sample thôi, nhưng mình nếu mình tưởng tượng với miếng sample này mình phóng to ra ở một ngôi nhà của mình, ở trong một ngôi phòng ngủ của mình, nó sẽ tạo cho một không gian, tôi tin rằng nó sẽ tạo sự nhẹ nhàng, một sự thư thái cho các anh chị khách hàng khi chúng ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mà đây là một hiệu ứng bê tông nữa, thì nó sẽ mang lại cảm giác mạnh mẽ, hiện đại khi mình vừa mở đôi mắt mình ra sau một giấc ngủ rất ngon, để mình có một năng lượng thật là tràn trề và tích cực cho một ngày làm việc mới, đúng không nào? Rồi, và đây chúng ta hãy cùng quan sát với mẫu hiệu ứng này nha thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại câu hỏi mini game số 4 để cho quý vị khán giả chúng ta tiếp tục có cơ hội nhận về cho mình một khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy chúng tôi nha. Và bây giờ xin mời bộ phận ekip chúng ta sẽ cùng hiển thị câu hỏi số 4 ạ. Thì ở câu hỏi số 4 chúng ta có nội dung như sau. Tính đến thời điểm hiện tại, sơn bê tông Bukaco có tổng cộng bao nhiêu mã màu? A. 12 màu. B. 15 màu. C. 24 màu. Hãy cho tôi biết đáp án đúng của câu hỏi số 4 nào. Và hãy cho tôi xin được đọc lại câu hỏi số 4 để quý vị khán giả có cơ hội nhận về cho mình khóa học này nha. Câu hỏi số 4 của chúng ta có nội dung như sau. Đó chính là: tính đến thời điểm hiện tại, sơn bê tông Bukaco có tổng cộng bao nhiêu mã màu đơn? A. 12. B. 15. C. 24. Hãy cho tôi biết đáp án đúng nha thưa quý vị. Và khán giả nào có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất sẽ có cơ hội nhận về cho mình một phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Đó là một khóa học đào tạo cấp tốc đến từ thương hiệu Bukaco Academy. Và quý vị sẽ được đào tạo trực tiếp với lại Master Hiếu cùng với các chuyên gia đào tạo khác tại thương hiệu Bukaco Academy nha. Tại số 1 đường tại số 8 đường số 1, khu dân cư Cityland, phường 10, quận Gò Vấp. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem ở câu hỏi số 4 này thì khán giả nào sẽ trả lời đúng nhất và nhanh nhất. Và nhớ cú pháp mình là không gì không ạ? À? Cú pháp của mình đó là câu 4. Ví dụ quý vị chọn 4A đúng không? Thì chọn là 4A cộng với số điện thoại. Mình chỉ cần nhấn Enter, comment là hợp lệ rồi. Nhớ kèm theo việc là chia sẻ livestream dưới chế độ công khai nữa nha. Và bây giờ thì đến đây, chương trình của chúng ta cũng đã có thể cho quý vị tất tần tật các bước hiệu ứng trong ngày hôm nay rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều thú vị ở phía sau nữa trong những nội dung sau. Vì ở một phần tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng đến một cái phần mà tôi tin chắc rằng quý khán giả chúng ta sẽ rất mong chờ. Vì sẽ còn rất nhiều phần quà dành tặng cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Vậy nên hãy đồng hành cùng với chúng tôi xuyên suốt trong tập phát sóng thứ 3 này của Bukaco Training Academy nha. Và đến đây thì ở mẫu hiệu ứng chúng ta cũng đã hoàn thành ở các bước mà chúng ta đã hoàn thiện từ lớp chuẩn bị cho đến lớp mà chúng ta phủ gel. Và bây giờ thì rất là xin cảm ơn Master Hiếu đã dành thời gian đến với lại chương trình Bukaco Academy. Và tôi xin được đại diện cho Bukaco Group xin được cảm ơn chuyên gia đào tạo đến từ thương hiệu Bukaco Academy, đó là Master Hiếu đã dành thời gian đến với chương trình Bukaco Training Academy để hướng dẫn cho quý vị khán giả những phần thưởng, những kiến thức, những kỹ thuật thi công. Và xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và xin được gửi anh một đóa hoa trong ngày, một bó hoa ngày hôm nay đã dành tặng cho chúng tôi những kiến thức rất là thú vị, rất là hữu ích. Và tôi cũng xin dành tặng cho anh một đóa hoa, xin được đại diện cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần rất là đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp cố vấn đến từ một cố vấn chuyên môn đến từ thương hiệu Bukaco Academy để giải đáp tất tần tật các thắc mắc của quý vị về các kỹ thuật thi công cũng như là những thông tin về một cuộc thi đang được thương hiệu Bukaco chúng tôi tổ chức. Và với cuộc thi này, quý vị sẽ mang về cho mình rất nhiều phần quà. Và cuộc thi đó là gì? Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chuyện cùng cố vấn chuyên môn đến từ thương hiệu Bukaco Academy. Và quý vị hãy chờ đợi chúng tôi trong một ít phút giải lao nhé. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Bukaco Training Academy. Và chúng ta đang đến với phần 2 của chương trình, đó là phần trò chuyện cùng cố vấn chuyên môn. Và ở phần này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cố vấn chuyên môn đến từ thương hiệu Bukaco Academy, trực thuộc Bukaco Group. Anh sẽ có những chia sẻ, những góc nhìn để cho quý vị có thêm cho mình những kinh nghiệm trong việc thi công. Và ngày hôm nay, trong buổi giao lưu ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả một những thông tin về một cuộc thi mà tôi tin chắc rằng quý vị sẽ nhận được rất nhiều những phần quà hấp dẫn từ cuộc thi này. Và cuộc thi ấy là gì? Thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng chào đón Master Luật, cố vấn chuyên môn đến từ thương hiệu Bukaco Academy. Xin chào anh ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình đang có mặt trong buổi live stream ngày hôm nay. Chúc quý vị xem stream vui vẻ. Và sau hy vọng là sau buổi live stream này sẽ giúp cho quý vị khán giả mình sẽ học được thêm nhiều điều trong quá trình mình thi công sơn bê tông cũng như là sơn gỉ sét Bukaco. Và xin chào Master Luật, thì ngay lúc này đây thì có rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang rất là nóng lòng được lắng nghe anh về thông tin của một cuộc thi. Thì hiện tại thương hiệu Bukaco của chúng ta đang tổ chức một cuộc thi mang tên là Bukaco Archive Challenge. Thì không biết rằng là anh có thể chia sẻ đôi nét về cuộc thi này được không ạ? Cuộc thi Bukaco Artist Talent hiện tại là được Bukaco tổ chức và đã và đang diễn ra trong tháng 11 năm 2021. Thì cuộc thi này, Bukaco Artist Talent này, Bukaco tổ chức ra để nhằm tạo ra một cái sân chơi giải trí lành mạnh đến tất cả các quý anh chị em, tất cả các khách hàng đã và đang có cái sở thích đam mê nghệ thuật, đam mê cái ngành sơn trang trí, sơn nghệ thuật, đặc biệt là sơn bê tông, là đặc biệt là về dòng sơn bê tông cũng như là dòng sơn gỉ sét của Bukaco. Thì đối với cái cuộc thi này thì cái thể lệ tham gia nó cũng khá là đơn giản. Ngay lúc này đây, quý vị khán giả mình có thể inbox trực tiếp cho fanpage của chúng tôi để được chuyên viên tư vấn cụ thể, hoặc là quý vị khán giả mình có thể để lại số điện thoại di động bên dưới, chúng tôi sẽ có chuyên viên liên hệ cho quý vị khán giả ngay lập tức ạ. Và quý vị ơi, chúng ta hãy để lại số điện thoại và quý vị sẽ được các chuyên viên tư vấn của Bukaco để tư vấn cho quý vị cách thức tham gia về cuộc thi Bukaco Artist Talent. Và không biết là với cuộc thi này thì có một số khán giả hỏi tôi như sau, đó là
những đối tượng nào thì sẽ được tham gia cuộc thi Bukaco Artist Talent lần này? Cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì đối với cuộc thi lần này thì Bukaco Artist Talent mình tổ chức ra, ekip của Bukaco tổ chức ra nhằm cũng làm như một lời tri ân của Bukaco gửi đến cho toàn thể quý vị khán giả khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Bukaco trong suốt quá trình vừa qua. Thì cuộc thi này dành cho tất cả những ai yêu quý cũng giống như là đam mê sự sáng tạo, học hỏi đối với lĩnh vực sơn trang trí, sơn nghệ thuật, và đặc biệt dành riêng cho sơn bê tông, sơn kỹ xét Bukaco. Thì ai mình cũng có thể mình tham gia được hết quý vị nha. Bukaco không có liệt kê một cái đối tượng nào là không được tham gia hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Có thể nói là thông qua những chia sẻ của cố vấn chuyên môn đến từ Bukaco Academy Master Luật thì tôi cảm nhận rằng là Bukaco rất là cởi mở, rất là rộng rãi với tất cả các đối tượng tham gia. Và chúng ta hãy cứ tham gia đi quý vị, vì nghe nói là phần thưởng của chúng ta rất là có giá trị, và phần thưởng gì thì một lát nữa mình sẽ được bật mí nha thưa quý vị. Và ở đây thì có một thêm một câu hỏi nữa, đó là cuộc thi có tổng cộng bao nhiêu vòng thi và làm sao để chúng ta nhận được chiếc ghế massage? Xin mời cố vấn ạ. Cũng cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả này đặt ra cho Bukaco ạ. Thì tôi cũng xin được trả lời câu hỏi này như sau ạ. Thì cuộc thi Bukaco Artist Talent này Bukaco tổ chức ra sẽ có bao gồm sẽ có hai vòng. Thì mình sẽ có vòng đầu tiên là vòng online, thì vòng thứ hai là vòng offline. Thì tôi chia sẻ về cái quy trình thi vòng online để quý vị khán giả được nắm rõ hơn ha. Đối với vòng online thì quý vị khán giả sẽ phải đấu tranh với tất cả những cái khách hàng cũng như là những thí sinh tham gia cùng cuộc thi này bằng cách quý vị khán giả mình gửi về cho chương trình chúng tôi một bức ảnh mà quý vị khán giả được cho là đẹp nhất, ưng ý nhất đối với sản phẩm sơn bê tông, sơn kỹ xét Bukaco, gửi ngay về cho chương trình để chúng tôi tổng hợp lại. Nếu may mắn lọt vào top 5 của chương trình thì chúng ta sẽ đến với vòng offline. Và vòng offline này chúng ta sẽ đấu với lại 4 thí sinh còn lại. Cách thức tính điểm như sau quý vị ha. Đối với vòng online thì 50% điểm sẽ là 50% điểm từ hội đồng của Bukaco, và 50% điểm còn lại là 50% điểm cộng đồng. Thì cách thức tính điểm như sau: 1 like sẽ là 1 điểm, 1 comment sẽ là 2 điểm, và 1 lượt share ở chế độ công khai sẽ là 3 điểm. Và đến với vòng offline thì 100% số điểm sẽ phụ thuộc vào hoạt động chuyên môn của Bukaco Group. Dạ xin cảm ơn ạ. Nghe anh chia sẻ mà tôi cảm nhận rằng là cuộc thi có mà vòng cuối cùng để giành được chiếc máy massage, và cũng bật mí cho quý vị khán giả là chiếc máy massage này trị giá là 108 triệu đồng thưa quý vị. Và một lát nữa chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng và cùng tìm hiểu về chiếc máy massage này, nên hãy cùng đồng hành cùng tôi xuyên suốt chương trình ngày hôm nay nha. Chúng ta có cơ hội được quan sát tìm hiểu về chiếc máy massage này. Và nhắc về thể lệ hồi nãy một chút, đó là tôi cảm nhận là cuộc thi có tính minh bạch rất là cao, tại vì là ngay vòng cuối đó là được hội đồng chuyên môn chấm, thì tất cả chúng ta không nghĩ là mình đến đây là mình nhận được các phần thưởng không đâu, mà mình còn được học nữa. Mình được học là biết sao mình sai, hồi nào mình đúng, để mình phát triển bản thân, đúng không thưa anh? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 4 trong chương trình ngày hôm nay. Thì có một số khán giả là tiếp có hơi thắc mắc chút xíu, thì vì có đặt câu hỏi trên livestream, đó là cách chấm thi ở các vòng thì sẽ dựa trên các tiêu chí như thế nào vậy? Thì đối với vòng chấm thi thì chúng tôi sẽ dựa lên những tiêu chí giống như là tôi cũng vừa chia sẻ, là 50% điểm của vòng online, thể loại cuộc thi của vòng online thì sẽ dựa vào 50% điểm của cộng đồng và 50% là của hội đồng chuyên môn Bukaco. Thì cách thức mình tính điểm sẽ là một lượt like sẽ là được 1 điểm, và một lượt comment tương tác cho bài post đó sẽ là được tính 2 điểm, và một lượt share ở chế độ công khai thì chúng ta sẽ được 3 điểm. Và đối với vòng offline thì sẽ tính điểm là 100% số điểm sẽ dựa vào hội đồng chuyên môn của Bukaco.
Được cảm ơn những chia sẻ của anh và quý vị. Chúng ta lưu ý là những thể lệ cũng như là những tiêu chí để chúng ta có thể đăng ký tham gia. Và tôi thấy là cuộc thi cũng khá là đơn giản, mình chỉ cần sơn các sản phẩm của thương hiệu sơn Bukaco chúng ta, sơn ghi sét hay sơn bê tông lên tường nhà hay là bất kỳ một vật liệu nào mà chúng ta yêu thích, rồi chúng ta chụp một tấm hình và chúng ta gửi về cho admin của fanpage sơn bê tông Bukaco bằng một tấm hình, và nhớ để lại thông tin họ và tên cùng số điện thoại thì mình đã có thể tham gia được rồi, đúng không anh? Và có cơ hội nhận được một chiếc máy massage trị giá 108 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco. Và ở đây thì tôi có một thắc mắc là nếu như là mình sử dụng một sản phẩm khác của một thương hiệu khác thì không biết là mình có được dự thi không anh? Cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả đặt ra cho chương trình. Thì đối với câu hỏi này tôi xin được phép trả lời như sau. Cái cuộc thi Bukaco Artist Talent này, ekip của chúng tôi tổ chức ra nhằm giống như là một lời tri ân của Bukaco gửi đến cho toàn thể khách hàng đã luôn đồng hành, luôn sát cánh, luôn sử dụng sản phẩm, tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Bukaco trong suốt quá trình vừa qua. Thì cái sản phẩm dự thi bắt buộc phải là sản phẩm đến từ thương hiệu Bukaco. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ cố vấn chuyên môn của thương hiệu Bukaco Academy, Master Luật. Và quý vị chúng ta lưu ý ha, đó là chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm của thương hiệu sơn Bukaco để chúng ta sơn lên bề mặt vật liệu hoặc là tường nhà, rồi thì chúng ta mới là hợp quy định, đúng không anh? Và như vậy thì một lát nữa thôi chúng ta sẽ được xem thử phần thưởng trị giá 108 triệu đồng là một chiếc máy massage như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát thử nha. Thì bây giờ trước khi mình tìm hiểu và quan sát về chiếc máy massage này thì có lẽ là xin mời Master Luật chúng ta sẽ cùng đến một cái phần mà khán giả cũng rất là mong chờ. Thì hồi nãy giờ thì chúng ta đã đi qua được 4 câu hỏi mini game và dành tặng cho 4 khán giả đầu tiên 4 khóa học trị giá 5 triệu đồng rồi. Bây giờ thì có lẽ là xin mời Master Luật sẽ đọc câu hỏi số 5 cho quý vị khán giả được biết, để quý vị khán giả có cơ hội nhận được suất cuối cùng, hay là suất cuối cùng là một khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy. Xin mời Master Luật sẽ học đọc câu hỏi số 5 ạ. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Tiếp theo thì tôi xin được đọc câu hỏi mini game số 5. Sản phẩm bay được Bukaco cho ra mắt năm 2021 có tên gọi là gì? Đáp án A, bay on black Bukaco. Đáp án B, bay vàng thần thánh Bukaco. Và đáp án C, cả hai đáp án trên đều đúng. Yeah. Tôi xin đọc lại câu hỏi mini game số 5 một lần nữa. Sản phẩm bay được Bukaco cho ra mắt năm 2021 có tên gọi là gì? Đáp án A, bay on black Bukaco. Đáp án B, bay vàng thần thánh Bukaco. Và đáp án C, cả hai đáp án trên đều đúng. Xin được cảm ơn Master Luật đã đọc câu hỏi số 5 cho quý vị khán giả. Và quý vị ơi, hãy trả lời nhanh nhất và đúng nhất để có cơ hội nhận về cho mình khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy. Và cách thức rất đơn giản, quý vị chỉ cần chia sẻ livestream với chế độ công khai và comment với cú pháp nếu như quý vị cho rằng đáp án của câu hỏi số 5 đáp án đúng nhất là đáp án B, hãy trả lời là 5B cộng với số điện thoại của quý vị bên dưới comment của livestream nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cũng xin rất là cảm ơn Master Luật ngày hôm nay đã đến với lại chương trình Bukaco Training Academy để dành tặng cho quý vị khán giả, chia sẻ cho quý vị khán giả những thông tin hữu ích về cuộc thi Bukaco Artist Talent, để quý vị có thể có cơ hội hiểu hơn về cuộc thi này mà quý vị có thể tự tin tham gia và có cơ hội nhận về cho mình một phần thưởng trị giá là 108 triệu đồng khi lọt vào chung kết cuộc thi này, đó là một chiếc máy massage. Và ngày hôm nay tôi xin được đại diện cho thương hiệu Bukaco Academy sẽ gửi tặng anh một phần quà như một món quà tri ân đến anh đã dành thời gian đến với chương trình Bukaco Training Academy. Và xin được gửi chào cho Master Luật chúng ta một phần quà, và xin được cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay rất là nhiều ạ. Và kính thưa quý vị khán giả, và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến một phần mà tôi tin chắc là quý vị cũng đang rất là nóng lòng. Nóng lòng thì chúng ta có nhiều quý vị thì đang rất là nóng lòng, không biết là ngày hôm nay ai sẽ là người nhận được những khóa học đến từ thương hiệu Bukaco Academy, cũng như là chúng ta đang rất nóng lòng để tìm hiểu về chiếc máy massage của
thương hiệu Bukaco Academy trị giá trong 108 triệu đồng là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc máy massage đó. Và quý vị hãy chờ đợi một đến cuối chương trình nữa thôi, chúng tôi sẽ công bố là những quý vị khán giả nào, 5 quý vị khán giả đã trả lời nhanh nhất và đúng nhất những câu hỏi mini game của chương trình ngày hôm nay. Và tôi cũng xin được nhắc lại, chúng ta vẫn còn một chương trình nữa, đó là chương trình dành tặng một chiếc máy massage mắt trị giá 10 triệu đồng cho khán giả có lượt share nhiều nhất và lượt đặt câu hỏi nhiều nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và chương trình chúng ta vẫn còn đang tiếp diễn, vậy nên hãy share thật nhiều cũng như là đặt câu hỏi thật nhiều. Tôi sẽ tư vấn giải đáp hết cho quý vị, cũng như quý vị sẽ có cơ hội nhận về cho mình một phần thưởng là một chiếc máy massage mắt. Và còn một chương trình thứ ba nữa cũng liên quan đến Bukaco Artist Thailand, đó chính là dành tặng cho vị khán giả có lượt share nhiều nhất cũng như là lượt đặt câu hỏi nhiều nhất trong các số livestream của Bukaco Training Academy, để dành tặng cho vị khán giả đó một suất bước vào vòng chung kết cuộc thi Bukaco Artist Thailand, tức là mình sẽ được vào top 5 thẳng luôn mà mình không cần phải qua vòng online. Vậy nên mình hãy share nhiều, đặt thật là nhiều câu hỏi trong các số livestream từ số 1, số 3 cho đến các số tiếp theo luôn, để biết đâu mình không cần thi online, đúng không Master Luật, mà mình vẫn được vào chương trình, vào cuộc thi của chúng ta và nhận được một chiếc máy massage trị giá 108 triệu đồng. Còn bây giờ, không để quý vị chờ lâu nữa, cùng nhau tìm hiểu chiếc máy massage này có công năng như thế nào nha. Xin mời quý vị. Xin chào mừng quý vị khán giả đang cùng trở lại với chương trình Bukaco Training Academy. Và chúng tôi, kế bên chúng tôi đây, ngay với lúc này đây, chính là một chiếc máy massage trị giá 108 triệu đồng. Đây chính là phần thưởng trong cuộc thi Bukaco Artist Thailand. Và trước khi mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc máy massage này, thì tôi sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả những thông tin về câu hỏi số 5. Tại vì để cho quý vị có cơ hội trả lời câu hỏi này để nhận về cho mình phần thưởng trị giá 5 triệu đồng là một khóa đào tạo cấp tốc đến từ Bukaco Academy nha. Và câu hỏi số 5 của chúng ta có nội dung như sau. Quý vị chúng ta nghe lại thật là kỹ để chúng ta trả lời đúng nhất và nhanh nhất nha. Và tôi lưu ý cú pháp của chúng ta là gì? Nếu quý vị cho câu 5 là đáp án đúng nhất là đáp án B, thì quý vị chỉ cần comment bên dưới livestream ngày hôm nay là 5B và cộng thêm số điện thoại của quý vị kèm theo việc chia sẻ livestream dưới chế độ công khai nha. Rồi, tôi xin được đọc lại câu hỏi số 5, quý vị chúng ta nghe thật kỹ nhé. Sản phẩm bay được Bukaco chọn ra mắt năm 2021 có tên gọi là gì? A. Bay All Black Bukaco. B. Bay vàng thần thánh Bukaco. C. Cả hai đáp án trên đều đúng. Hãy cho tôi biết đáp án đúng của câu hỏi số 5 nha. Tôi xin được đọc lại. Câu 5 của chúng ta là sản phẩm bay được Bukaco cho ra mắt năm 2021 có tên gọi là gì? A. Bay All Black Bukaco. B. Bay vàng thần thánh Bukaco. C. Cả hai đáp án trên đều đúng. Hãy cho tôi biết đáp án đúng. Nếu quý vị cho là đáp án C là đáp án đúng nhất của câu hỏi 5 này, thì quý vị hãy trả lời là 5C cộng với số điện thoại quý vị và chia sẻ livestream dưới chế độ công khai để có cơ hội trở thành khán giả trả lời nhanh nhất và đúng nhất, nhận về cho mình một khóa đào tạo trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Bukaco Academy. Và ở đây thì tôi cũng có thấy một khán giả nữa chúng ta đang đặt câu hỏi, và tôi cũng xin được tư vấn và giải đáp thắc mắc này của quý vị khán giả. Đó là có một quý vị khán giả, anh tên là Nguyễn Văn Mạnh Nguyên, thì hồi nãy là nội dung câu hỏi của anh á, anh có hỏi đó là như sau, đó là sơn BK4 có bám được trên bề mặt sơn bóng hay không. Thì tôi đã trả lời cho anh đó là sơn bê tông có bám nhưng mà sẽ nhanh bong chóc, vì vậy là mình cần phải xả nhám.
sau đó sơn lót, mình cần phải xả nhám sơn lót rồi mới đi lớp sơn lên nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Thì sau đó anh có hỏi thêm một câu nữa, tức là mình có lẽ là mình có xả sơn bê tông hay không. Đại ý của anh đó là có phải là không phải xả sơn bê tông đúng không? Thì tôi xin được trả lời câu như sau, đó là dạ sơn đặc nhưng mà bản chất thì nó vẫn là sơn, nên vì vậy mình không cần xả nhám nha. Đó, như vậy là chúng ta, anh lưu ý lúc này nha, chúng ta ở đây không phải là mình xả sơn bê tông ha, mà tại vì sao, sơn bê tông tuy nó đặc nhưng mà bản chất thì vẫn là sơn, nên như vậy là mình không cần phải xả sơn bê tông, mình chỉ cần xả nhám sơn lót thôi ha. Rồi, đó là những câu hỏi từ quý khán giả mà tôi cũng xin được tư vấn cho quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc máy massage này. Thì đây chúng ta sẽ cùng xin mời cameraman chúng ta hãy cùng quay những chi tiết của chiếc máy massage này cho quý vị khán giả được thấy nha. Đây, quý vị thấy không ạ, chiếc máy massage có kích thước rất là to nhưng mà rất là vừa vặn với lại thân người của chúng ta. Và với chiếc máy massage này thưa quý vị, thì chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta làm việc một ngày á, rất là mệt mỏi thưa quý vị, chúng ta chỉ muốn về nhà. Mình tưởng tượng nha, khi mình về nhà mình chỉ muốn nằm hòa xuống chiếc ghế sofa trong nhà mình để mình có cơ hội là mình thoải mái thôi. Nhưng mà đây, với chiếc ghế này nó cũng như chiếc ghế sofa rồi thưa quý vị, nhưng mà nó có công năng là gì? Nó có công năng là massage. Thì mình vừa nằm hòa ra đó, cái độ nghiêng như thế này nè, mình sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng mình sẽ được các cái túi, ở đây có 4 túi như này, nó sẽ massage lưng và massage vai của quý vị. Và ở đây bề mặt của chiếc ghế này nó sẽ có độ giãn ở phần chân, thì quý vị mà chân mà mình có hơi dài chút á thì chiếc ghế nó vẫn vừa vặn, nó vẫn sẽ kéo kích thước ra vừa vặn với kích thước của mình luôn. Và ở đây nè quý vị, ở đây là nó có tổng cộng là chiếc ghế massage này có tổng cộng là 18 điểm massage từ cao cho đến thấp, tức là từ phần vai, phần lưng của quý vị cho đến cả phần lòng bàn chân luôn ha. Rồi ở đây nó có những bốn túi khí. Thì bốn túi khí này làm nhiệm vụ là gì? Làm nhiệm vụ là xoa bóp. Thì khi mình làm việc một ngày rất là mệt mỏi trong cơ quan, trong phòng làm việc của mình, trong các văn phòng, thì mình ngồi thẳng lưng, rồi mình ngồi cầm lưng, vai của mình nó đều hoạt động rất là mệt mỏi, tại vì nó đâu có được hoạt động nhiều đâu, chỉ để giữ nguyên một chỗ thì nó sẽ rất là mỏi cơ. Thì những cái túi này nè đó, với cái lượng khí được phồng lên như vậy, nó sẽ xoa bóp những cái cơ của mình, giúp cơ mình nó sẽ giãn ra, điều tiết nhiều hơn, mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều luôn. Và ngoài ra nữa là ở đây phần cánh tay, thưa quý vị nè, quý vị đây, phần cánh tay của quý vị nè, khi quý vị để tay lên đây thì cả cánh tay của quý vị cũng được massage luôn. Tức là sao, mình dùng chiếc máy massage này á, mình vừa có cảm giác là mình được ngồi lên để mình thoải mái nghỉ ngơi, mà tất cả các bộ phận của quý vị, 18 điểm từ cao đến thấp, vai, lưng, đến cả lòng bàn chân và cả tay của quý vị đều được massage trọn vẹn hết. Và mình có thể điều khiển được luôn chiếc máy massage này bằng cách như thế nào ạ? Quý vị có thấy cái màn hình LCD hay không? Có kích thước rất là chuẩn. Thì với chiếc màn hình LCD này, quý vị có thể điều chỉnh thời gian massage trong vòng là 30 phút. Và ngoài ra, quý vị nếu như muốn điều chỉnh ở massage tập trung ở một điểm cố định vẫn được. Ví dụ quý vị muốn điều massage toàn thân thì vẫn có nút toàn thân trên LCD này, màn hình này mình điều chỉnh, mình điều khiển được. Muốn tập trung vẫn được luôn nha thưa quý vị. Và bây giờ mình thử tưởng tượng nha. Mình có một ngôi nhà mà sử dụng dòng sản phẩm sơn bê tông với một thiết kế như là Scandinavian hay là một thiết kế Wabi Sabi chẳng hạn đi ha. Thì chúng ta cảm thấy về nhà của mình đã có một sự thư thái nhẹ nhàng rồi, nhưng mà cơ vai, cơ chân chúng ta vẫn đang bị mỏi, mà chúng ta sở hữu một chiếc ghế massage như thế này từ thương hiệu Bukako nữa. Rồi chúng ta về nhà, mắt của chúng ta thì cứ mở lên, chúng ta ngắm ngôi nhà với thiết kế rất là nhẹ nhàng của chúng ta được, còn những cơ vai, cơ tay, cơ lưng của chúng ta được chiếc ghế Bukako này massage thì rất tuyệt vời. Cộng thêm một cái sự hòa điệu nữa, đó chính là gì? Ở đây nó có chức năng Bluetooth luôn. Chiếc ghế này có chức năng Bluetooth luôn để kết nối với nhạc và phát ra âm nhạc cho quý vị. Mình chỉ cần kết nối với điện thoại để có thể tương tác âm nhạc với quý vị luôn. Tạo ra một không gian rất tuyệt vời. Mình sống trong một ngôi nhà có một thẩm mỹ về nghệ thuật rất cao, mà mình còn được thưởng thức âm nhạc trên một chiếc ghế massage của thương hiệu Bukako thì rất tuyệt vời. Đó chính là một những công năng của chiếc ghế massage này, và tôi hy vọng các vị khán giả chúng ta hãy nhanh chân, chúng ta hãy thiết kế những sản phẩm, những tường nhà của quý vị, những vật liệu của quý vị bằng các sản phẩm sơn bê tông Bukako chúng tôi cũng như là sơn đĩa sét, và gửi bài thi của mình về cuộc thi Bukako Artist Talent qua fanpage sơn bê tông Bukako để có cơ hội dự thi cuộc thi này và sở hữu cho mình chiếc ghế massage. Đây chính là phần thưởng cho vị khán giả thắng cuộc trong cuộc thi Bukako Artist Talent trị giá 108 triệu đồng. Ngoài ra chúng tôi sẽ có thêm 5 phần thưởng giải khuyến khích, đó chính là 5 chiếc máy massage mắt
trị giá 10 triệu đồng cho 5 khán giả, 5 người khách nha quý vị. Và đó chính là những thông tin của chiếc máy massage của chúng ta. Và ngay sau đây thì... Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát về các chi tiết của chiếc ghế massage nha thưa quý vị. Lúc này đây cameraman của chúng ta đang quay rất là kỹ các chi tiết của chiếc ghế massage này. Chúng ta thấy không ạ? Về phần lưng, phần chân, chúng ta thấy nè, ở đây các chiếc ghế nó sẽ lăn được cái lòng bàn chân của chúng ta. Lòng bàn chân của chúng ta, nếu như mà các chị mà mình hay mang guốc á, mình hay mang guốc một ngày rất là nhiều, hay là mình mang giày giày tay á, với các anh em á, thì cái phần đế thưa quý vị nó rất là cứng, đúng không? Thì lòng bàn chân của mình á, khi mình mang như vậy nó sẽ làm cho bàn chân, lòng bàn chân rất là đau. Thì ở đây xin mời cameraman mình chiếu xuống chút xíu, những cái lớp vườn bi dưới đây nè, nó sẽ massage những cái nguyệt ở dưới lòng bàn chân của mình, giúp cho những cái nguyệt ở lòng bàn chân của mình nó sẽ được giãn, được thoải mái ra hơn sau một ngày mình mang những đôi giày, những đôi guốc, những đôi giày tay. Đó chính là công năng của chiếc ghế massage mà chúng ta vừa được quan sát. Và ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đến phần công bố kết quả. Và tôi hy vọng rằng với những chia sẻ của chúng tôi về chiếc ghế massage Bukaco này, quý vị sẽ nhanh tay để tham gia cuộc thi Bukaco Artist Thailand nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố kết quả trong chương trình ngày hôm nay. Rất là hồi hộp đúng không nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem 5 vị khán giả may mắn nhận được 5 khóa học trị giá 5 triệu đồng trong chương trình Bukaco Training Academy số phát sóng thứ 3 là ai nhé. Ở câu hỏi số 1, đáp án đúng của chúng ta đó chính là đáp án B. Xin được chúc mừng chị Ngọc Diễm Nguyễn với số điện thoại là 0968740489, và xin mời chị hãy liên hệ về admin của fanpage Sơn Bê Tông nha. Và tôi xin được nhắc lại là chị Ngọc Diễm Nguyễn đã trả lời đúng câu 1 với số điện thoại là 0968740489. Câu hỏi số 2, khán giả trả lời may mắn đã trả lời đúng đáp án là đáp án B. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn với số điện thoại là 0989263836. Xin được một lần nữa chúc mừng anh Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn đã trả lời đúng câu hỏi số 2 với đáp án là đáp án B, với số điện thoại của anh là 0989263836. Và câu hỏi số 3, khán giả đã trả lời may mắn đó chính là anh Quyền Nguyễn. Xin được chúc mừng anh khi anh đã trả lời đúng với đáp án là đáp án D, và số điện thoại của anh là 0356 0350695296. Và xin mời anh hãy liên hệ với admin của fanpage Sơn Bê Tông để nhận được khóa học trị giá 5 triệu đồng từ chúng tôi nha. Và hai khán giả cuối cùng của chúng ta là lần lượt ở đáp án câu hỏi số 4, xin được chúc mừng khán giả là Hồng Sơn Lê khi đã trả lời đáp án đúng là đáp án B với số điện thoại của khán giả là 0913759919. Xin được chúc mừng khán giả là Hồng Sơn Lê. Và chúng ta cùng đến với khán giả cuối cùng ngày hôm nay, khán giả may mắn đó chính là chị Như Tuyết đã trả lời đáp án đúng là đáp án 5A. Và ở đây thì chị không để lại số điện thoại, chúng tôi vẫn chưa thể liên hệ được với chị. Thì lưu ý là hãy gửi về cho admin của fanpage Sơn Bê Tông chúng tôi để có thể nhận được khóa học này nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại những vị khán giả một lần nữa để cho quý vị có thể nhớ, mà chúng ta liên hệ với admin của fanpage qua số điện thoại 0916243452 để nhận được khóa học trị giá 5 triệu đồng đến từ Bukaco Academy nha. Xin được chúc mừng chị Ngọc Diễm Nguyễn, anh Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn, xin được chúc mừng anh Quyền Nguyễn, xin được chúc mừng anh Hồng Sơn Lê, và xin được chúc mừng chị Như Tuyết là những khán giả may mắn nhận được phần thưởng của Bukaco Academy là một khóa học trị giá 5 triệu đồng để học cấp tốc 24 mẫu hiệu ứng Sơn Bê Tông Bukaco và 16 mẫu hiệu ứng Sơn Dĩ Xếp Bukaco. Và kính thưa quý vị, và đến đây thì có lẽ là ngày hôm nay chúng ta đã được học rất là nhiều những kiến thức từ mẫu hiệu ứng Bukaco 011, một mẫu hiệu ứng được làm ra từ dòng sơn Silver DK4 và dòng sơn Gray DK1, những dòng sơn thuộc dòng sơn bê tông Bukaco chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng với những kiến thức này thì quý vị sẽ góp nhặt lại cho mình để có thể giúp mình học được thêm cái nghề nữa, để có thể tăng thu nhập trong hiện tại, ngay trong thời điểm này. Tại vì ngay trong thời điểm này có thể nói là ngành sơn trang trí, thì về mảng sơn bê tông và sơn dĩ xét của chúng tôi
đang rất là thịnh hành, và chúng tôi hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí này sẽ giúp cho các anh chị có thể học tập được thêm một nghề nữa. Và chúng hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong các số livestream tiếp theo, cũng như là trả lời đúng các câu hỏi để nhận về cho mình một khóa học trị giá 5 triệu đồng để được học tập với các chuyên gia của Bukaku Academy, hoặc là mình nhận về cho mình một chiếc máy massage đến từ thương hiệu Thủ Đức trị giá 10 triệu đồng. Và chúng tôi lưu ý, chúng tôi vẫn còn đang tìm kiếm một vị khán giả có số lượt chia sẻ nhiều nhất và số lượt đặt câu hỏi nhiều nhất trong xuyên suốt các số livestream vừa qua, để đặt cách để trao cho vị khán giả đó vào vòng chung kết cuộc thi Bukaku Artist Talent. Vậy nên quý vị hãy tiếp tục chia sẻ và đặt câu hỏi thật nhiều trong số livestream ngày hôm nay và các số livestream sau, để có cơ hội nhận về cho mình một suất vào vòng chung kết cuộc thi Bukaku Artist Talent nha, và để có cơ hội nhận được chiếc máy massage này. Và quý vị ơi, chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau vào tối thứ 6 tuần sau lúc 19:30 với các mẫu hiệu ứng khác nữa. Vậy nên hãy đồng hành cùng với chúng tôi để có thể có cơ hội học được cho mình những kiến thức thật là hay ho từ Bukaku, từ thương hiệu sơn Bukaku. Và đến đây, tôi xin được chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.